Chào anh em, mấy tháng nay anh em thấy Thế Lớn làm xe cũ cứ hỏi hoài kiếm Fortuner số sàn mà phải là cái dòng nhập Indo. Hôm nay Thế Lớn có làm cái review báo giá cập nhật cho anh em coi nha. Đây, chiếc xe Toyota Fortuner 2018 2.4 MT số sàn, hàng nhập Indo, chạy được 68.774 cây số. Nó đang được niêm yết với mức giá là 779 triệu còn thương lượng. Nói về Fortuner số sàn mà đời 2018 tới thời điểm 2023, tháng 4 2023 này để kiếm được một chiếc xe 68.000 cây cực kỳ khó nha các bạn. Bạn đừng khi dễ. Bởi vì sao? Đa số ở thời điểm này 18-19 anh em mua Fortuner số sàn, hầu như Fortuner số sàn ở giai đoạn này đều là sau 5 năm chạy rất là nhiều hoặc là chạy dịch vụ. May quá có con này chạy đúng chất 68.000 cây. Anh chị coi cái đèn còn trong vắt ra, nước sơn còn bóng bẩy. Tất nhiên xe này có sơn lại nhưng mà tất cả đều là bảo hành, bảo dưỡng, bảo hiểm trong hãng, cho nên các anh chị yên tâm về nước sơn. Còn nói về tính cách anh này, anh chàng này rất là đàng hoàng. Anh chưa bao giờ đụng ai mà anh cũng không bao giờ để ai đụng ảnh. Anh đi trên đường vậy thôi chứ anh thấy hồ nước nóng nực chưa bao giờ anh lội nước hết, cho nên anh chị yên tâm. Lớp xe cũng còn zin theo xe, gai lớp vẫn còn, bao các anh chị chạy. Không có gì phải lo khi mua chiếc xe này về, chỉ lo tiền trước bạ sang tên thôi. Còn nếu anh chị cảm thấy thích nhưng mà khó khăn quá, chúng ta có thể deal với nhau. Được trang bị thêm phụ kiện, có sẵn dán phim cách nhiệt, camera hành trình, lót sàn, bọc ghế, la phong trần. Có hai cái điểm mạnh, điểm nhấn mà hơi lớn rất là tâm đắc với một chiếc xe cũ như thế này khi anh chị đi mua lại, đó là bộ ghế của nó được bọc sẵn bộ ghế da rất sạch sẽ, sang trọng, bởi vì zin của nó là ghế nỉ. Và cái la phong trần này, nếu như anh chị nào mà chạy dịch vụ thì sẽ rất là thích, còn nếu anh chị chạy gia đình, anh chị lột cái lớp la phong trần này ra một phát, cái trần còn mới nguyên. Tổng quan nội thất này còn đẹp, đúng với chất xe của nó, không có gì để chơi hết các bạn. Nhìn kỹ một chút xíu, coi mình có bị sai lầm gì không. Đây, cần số. Cần số này các anh chị nhìn thấy hơi cũ so với cái chất chung của nó. Điều đó làm cho Thái Lớn suy ra chủ xe này á, lái xe là hay gác tay lên cần số nè. Nhưng mà hắn tay vẫn còn mới nguyên nè, vô lăng còn mới nguyên. Ba cái bê đan con, bê đan phanh và bê đan ga còn mới nguyên. Như vậy, mặc dù chúng ta thấy cần số nó hơi cũ làm cho chúng ta hơi nghi ngờ, nhưng xem lại một cái nữa, không có gì để nghi ngờ. Hơn nữa, xe này được bán từ Toyota thành phố Fukushima, từ nhóm Thái Lớn, không có chuyện tua cây số. Sau khi đi xe một vòng, đánh giá kỹ thuật chiếc xe, thì cái chất xe còn lại của chiếc xe này nếu mà nói còn 95% thì cũng hơi quá, 90% thì có thể nói được, nhưng mà thôi, Thái Lớn đánh giá là còn 85% đi. Với mức giá niêm yết của nó là chưa tới 800 triệu. Trong giai đoạn này, ở thời điểm tháng 4 2023, bạn thấy sao? Bạn cho ý kiến giùm Thái Lớn nhé. Nếu như ngày hôm nay các bạn đang chuẩn bị một ngân sách tầm 700 đến 800 mua một chiếc xe cũ 7 chỗ, gầm cao, mái thoáng, khỏe khoắn, bền bỉ, tiết kiệm, thì bạn có chọn chiếc xe Fortuner này không? Vài thông tin đại khái cập nhật cho các bạn. Các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp nhóm Thái Lớn. Cảm ơn các bạn đã xem clip và các bạn nhớ nha, Thái Lớn vẫn tiếp tục thu xe cũ giá cao, đổi xe mới giá ưu đãi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Bye bye.